Xin chào ông ngoại. Ông ngoại khỏe không? Khỏe khỏe ông ngoại các bạn nè, 3 4 tháng chưa gặp ông ngoại luôn. quá trời. Quá trời lâu. Ông ngoại có muốn kiếm bà nào ông nói lên để lên mạng mà bà nào thấy gì hốt ngoại luôn nè. Không không Hốt luôn. Kiếm bà nào thật đạp cái đá gặp đi. Luôn. Nay ngoài mặc áo đẹp quá ta. Trời đi mày phải vậy không ấy, nó ghê đâu còn đầu cũ nữa. Ôi, muốn nó cắn nội rồi. Ngoài xuống đây hồi nào ạ? À? 1 giờ. Xuống rồi mới mặn á. Giờ nay có nhậu không mày? Có, mới ấy đâu cá tha rồi kìa. Cá tha chứ gửi kìa. Đó vậy. Đã rồi. Mày uống rượu không mà mày nhậu mày chứ đâu phải mày tiền bạc gì. Không tiền bạc gì mình phải uống bia chứ. Phải không? Thôi chưa, khi nào uống bia. Dạ, uống rượu. Khi nào ra cây cái bia. Mưa rồi, ướt rồi, mưa nhiễu nhiễu hộp rồi. Dạ, cả 70 mấy tuổi cũng yếu. Lụm chụm. 6 mấy hay 7 mấy ngoại? 7 mấy à? Con nhớ ngoại 6 mấy mà. Đâu có, già chứ năm lớn mình tuổi gì. Tại đâu? Sợ đi quân dịch ta giấu quá nha. Được không ngoại, ngoại chịu không? Thôi, cứ nói thở đó giao cho con ha, cha con đầu phụ á. Quá tụ hợp ông bà sớm à. Nhìn ngoài còn khỏe quá mà, mấy mấy cũng còn khỏe. Khỏe là theo sức già chứ, tôi ngủ cũng còn yếu vậy. Cứ khi nào tối nay mốt về có đăng lên mạng cái người ta mấy bà kiếm ngoại. Cha con bị kiếm quá trời rồi, kiếm ngoại. Kiếm ngoại ha. Kiếm ngoại. Ngoại chịu đi bước nữa nữa không? Chạy chứ đi vậy đi đâu kịp. Dạ dạ chạy. Chạy bước nữa. Học quả tập quả giỏi chứ không hả? Dạ. Nghe chữ nghĩa đâu còn nữa ấy. Ai muốn mua xưa thì gọi cha, còn ai mà muốn hốt ngoài thì gọi ngoài ha. Nó lỏng lỏng là nó lạc à, lỏng lỏng là bị lạc à. Rồi nếu mà bà con có mua nhớ liên hệ cho cha Tâm Nhiên. Chào tạm biệt mọi người. Trời mưa rồi.